looking for you. Eyes on the tower. Which one is the blood bag? Welcome to Arena of Valor. Get ready. Minions will be deployed. Ok, cho toàn thể anh em đến với chiến đấu của mình. Trong clip này sẽ làm về Kera, một vị tướng sát thủ sát thương phép có khả năng sốc đám cực kỳ là tốt. Thì với Kera thì chắc chắn là phù hợp với vị trí đi rừng, là vị trí tốt nhất để phát huy tối đa chất tướng của vị tướng này. Mình nghĩ thời điểm hiện tại ở mùa 2023 F1 thì Kera là một chất tướng chơi được nhá, một chất tướng chơi ok, chơi ổn, không phải là quá mạnh so với các chất tướng khác, nhưng đối với Kera thì vẫn là một chất tướng chơi ok, anh em có thể vác vào leo rank thoải mái. Và đặc biệt thì nếu mà trận đấu Team Endic có gió nữa thì pick Kera cũng là một lựa chọn hợp lý. Bởi vì Kera thì bắt mục tiêu, sốc sát thương cực kỳ là tốt. Bắt gió một phát thì có thể là khiến gió không kịp làm gì, không kịp trở tay luôn. Tình huống này thì sẽ bỏ qua con quay nhỏ, lại bắt vị trí của bị Team Endic. Natalia tem bên mình kia đáng mềm mé gión nhưng mà không bắt được vậy. Gión tem đích thì cũng chỉ còn đó là xíu máu nữa. Tình huống này thì mình sẽ xuống hỗ trợ. Đang thấy gión khá là thấp máu. Nhưng mà có lẽ đó là cũng khó bởi vì gión chưa vào trụ anh em ạ. Gión chưa vào trụ thì mình bật chiêu cuối lại chơi luôn nhá. Liệu có bắt được gión tem bên đích hay không? Nhưng mà gión lùi vào xa quá nên là thôi anh em ạ. Ăn tạm. Con đom đóm này cũng được. Chứ tình huống đó thì gión vào xấu quá nên là không bắt được. Về phần chiêu thức của vị tướng Kera thì khá là đơn giản. Chiêu thứ nhất thì khi anh em sử dụng thì mục tiêu sẽ tiến lại gần vị trí của Kera. Và anh em sử dụng thì khiến đối phương đó là chịu thêm một cái dấu ấn nữa ấy. Và anh em kích hoạt thêm một lần nữa và một viên đạn đó là gây sát thương. Đây, và này đấy, thì đơn giản là như vậy thôi, chiêu thứ nhất là như vậy anh em ạ. Nó sẽ đuổi theo nhá, cái viên đạn đó thì nó sẽ đuổi theo chứ đồng đội của tướng địch cũng không thể che chắn được, giống như cái lối điều của Tú Lén ấy. Lối điều thì có thể che chắn được, còn đối với chiêu một kia anh em tích được điểm vào dấu ấn rồi thì sẽ đó là không che chắn được, nó sẽ bay vào đó là mục tiêu bị đánh dấu. Thôi xong rồi, pha này thì đông quá rồi anh em ạ. Hơi tham con bùa và cuối cùng thì lên bảng điểm số. Chiêu thức thứ hai thì phân thân thôi. Kera tạo ra cái hình tam giác và có thể đó là né được sát thương, tức là đối phương không thể chọn làm mục tiêu ấy. Phân thân ra 3 điểm mà, nên là đối phương bắn trật. Và anh em sẽ đó là có 3 điểm. Đó là phía dưới thanh máu. Đây, vì như pha này chẳng hạn á, thì mình chiêu 2 phát thì có 3 điểm thì sẽ tiến vào trạng thái đánh giá gây sát thương ấy. Con chiêu cuối thì anh em gọi là đi đường chim bay luôn. Bất kể địa hình nào của anh em cũng có thể xuyên qua, kiểu là anh em đi theo đường mà mình mong muốn. Đấy, ví dụ cái quả chiêu cuối thì anh em có thể xuyên qua tường để bắt mục tiêu một cách đó là dễ dàng nhất.
ăn được mít tem bên địch rồi và mình sẽ lùi lại, đó là một nhịp. Bởi vì tem bên địch thì đang tập trung đấy, đó là hai người. Và này thì có lẽ là mình sẽ dọn dẹp lính để giữ cái trụ này thôi. Đang còn quả cầu băng sướng nha. Rồi pha này ê áo nhảy băng ê. Mình có băng sướng thì nó cũng có băng sướng anh em ạ. Không sao cả, pha này thì vẫn giữ được cái trụ này là ok rồi. Và khi anh em hết chiêu cuối phát thì lập tức đó là hồi được đổi chiêu 1 và chiêu 2 luôn. Vì thế khi bắt mục tiêu thì anh em nên cánh cho mình, đó là làm sao di chuyển làm sao lại sử dụng chiêu 1 chiêu 2 sống. Rồi sau đó thì anh em vừa hết chiêu cuối phạt thì có thể sử dụng chiêu 1 và chiêu 2 thêm một lần nữa. Nhưng mà thực tế ở giai đoạn cuối trận thì bắt những vị tướng máu giấy thì chỉ cần đó là chiêu 1, chiêu 2, sau đó cho 3 phạt rồi là đánh nội tài ấy, đánh giá ấy. Rồi sau đó kích hoạt thêm một lần chiêu 1 nữa là tiễn đối phương lên bảng điểm số liền. Rồi tình huống này kích hoạt chiêu cuối mình sẽ bắt gió nhá. Đây chiêu 1 này, chiêu 2 này, kết liễu vị trí của gió này, bắt luôn đó là vị trí của Kretem Endic này. Thì mục tiêu của anh em lựa chọn chắc chắn là những vị tướng máu giấy và sát thương chủ lực của Tem Endic. Và mục tiêu của mình chắc chắn là vị trí của gió rồi. Anh em chơi Kera hay là bất kể vị tướng xạ thủ nào cũng vậy. Và chắc chắn mục tiêu đó là bắt những vị tướng xạ thủ hoặc là những vị tướng sát thương chủ lực của Tem Endic và xạ thủ là dễ bắt nhất đó. Lối chơi của Kera thì cũng khá là đơn giản, không có gì đó là có quá cầu kỳ cả. Quan trọng là anh em bắt làm sao cho đúng mục tiêu là được. Tốc độ farm của vị tướng này thì cũng vô cùng nhanh luôn ấy. Ở giai đoạn đó là tầm này thì nói chung farm xíu là lại, nói chung ăn mục tiêu lớn cũng khá là nhanh. Và farm cũng nhanh đây, pha này mình bắt gió này anh em thấy này. Chiêu 1 này, chiêu 2 này và sốc đám gió trong vòng đó là chắc là 1 giây. Đấy là chỉ mới level 11 thôi nhá. Chỉ mới level 11 và chỉ có đó là hơn 2 món đồ thôi. Vậy là chưa được 3 món đồ hoàn thiện mà đã sốc đám như vậy rồi. Nói chung đám vì tưởng này thì rất chỉ là ảo luôn. Đây, và này sẽ lên bật tem mendic luôn này. Chiêu 1 này. Rồi, và này thì kết liều này, lên bảng điểm số này. Rồi kích hoạt chiêu cuối nhá. Nền nè cú nhảy đến từ vị trí của Krynak. Rồi pha này chạy động lên bảng điểm số này, chuẩn bị có hôi đó là chiêu 1 và chiêu 2 này. Rồi lên bảng điểm số tiếp, triple kill. Anh em thấy đám to quá to chứ lầy. Rồi pha này thì mình sẽ núp đấy để xem có bắt được gión tem đích dí chuyển quá đẹp trù hay không nhá. Đây pha này lại thấy gión rồi. À con tốc biến anh em ạ. Sau đó thì gión tốc biến khá là nhanh và lùi về được. Bây giờ thì có vương miền giúp gia tăng lượng cống phép nữa rồi, nên là lượng đám phép của mình cũng sẽ là to hơn đấy. Bên phần trang bị thì sẽ lấy những gì? Đầu tiên thì món đồ đi rừng cây gươm lâu ghi, món đồ đi rừng sát thương phép. Món đồ thứ hai thì dây xuyên giáp phép. Món thứ ba thì thập tự kiếm. Món đồ thứ tư vương miền. Món đồ thứ năm thì sẽ lên đó là trường hồn mắc. Và món đồ cuối cùng là quả cầu băng sướng. Rồi pha này thì sẽ lại bắt gión tiếp này. Mục tiêu của mình luôn luôn là gión và gión bọc hơi luôn này. Bắt luôn đó là Krynak này. Rồi pha này thì sẽ đó là tế tải làm chậm phạt vị trí của đó là Crab và tiền Crab lên bảng điểm số triple kill lần thứ hai. Bắt gión thì khá là dễ nên là anh em thấy thì Tem Endic mà có gión anh em cũng có thể cầm vị tướng này để có thể khắc chế. Rồi pha này thì bắt luôn chạy đâu chắc chắn thì cũng lên bảng điểm số rồi. Thì chúng đám to quá anh em ạ.
Bắt luôn ở là vị trí của Ryoma này, chạy động lên bảng hiểm số. Ôi thôi xong rồi, pha này thì bị gión sấy rồi. Hiểm hoa không trúng đạp xuống đến từ vị trí của Karinak. Natalia té mình thì cũng hết năng lượng và cuối cùng thì cũng lên bảng điểm số. Về phần phù hiệu thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu má chủ nổ sát thương nữa để giúp đó là kết liễu mục tiêu một cách đó là nhanh nhất và hiệu quả nhất. Bảng ngọc thì kéo ra thì anh em sử dụng bảng ngọc theo thiên hướng đồ sát thương phép thôi. Ngọc đỏ công phép và sinh ra phép. Ngọc tím tốc đánh tốc chạy và ngọc xanh tốc đánh và sinh ra phép. Thì bây giờ thì có lẽ là tổng tấn công và kết thúc được trận đấu thì kết thúc thôi. Chứ có gión trong đội hình của tay Mendic á, thì chắc chắn một điều rằng là không thể chủ quán được. Chủ quán là dễ thua lắm ấy. Bây giờ mình sẽ là cố gắng là đi đường vòng. À pha này bắt này. Chạy đấu ê còn một xíu máu bật chiêu cuối luôn này. Mất tốc biến thôi thì tạm biệt bàn này. Lên bảng điểm số này. Mất tính bên mình thì cũng ăn được đó là 3 người của tay Mendic nữa. Và chắc chắn một điều rằng thì bây giờ tổng tấn công có kết thúc trận đấu luôn thôi. Chỉ còn mỗi mình Karinak nữa thì chắc chắn thì lao ra và thì bốc hơi liền ấy. Rồi lui về đến từ vị trí của Karinak rồi. Có lẽ là Karinak chỉ còn một lần đó là sử dụng cái hiểm hoặc không trúng và kết liễu trận đấu thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình nhé. Bye bye. Chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công.